Sư phụ Ngoài Di Dần, ban tổ chức lễ tang chúng tôi xin đề nghị tất cả con cháu, anh em, họ hàng trong gia đình nén đau thương, giữ trật tự để ban tang lễ chúng tôi làm việc. Kính thưa hương hồn phụ Ngoài Di Dần, kính thưa các ông bà trong ban lễ tang, kính thưa toàn thể cán bộ, nhân dân trong phố, các quý khán giả, khách gần xa của gia đình tang chủ đã đến giờ làm lễ chi điệu. Thay mặt ban tổ chức lễ tang, tôi xin được thông báo danh sách ban lễ tang của cụ Nguyễn Thị Dần gồm các ông bà có tên sau: một, ông Nguyễn Văn Việt, bí thư chi bộ, trưởng ban các mặt trận, trưởng ban vận động lễ tang văn minh tiến bộ của phố, trưởng ban; hai, ông Nguyễn Văn Quý, tổ dân phố, phó trưởng ban; ba, ông Nguyễn Văn Tiếp, chiều phó hội người cao tuổi Quan Diêm; bốn, bà Nguyễn Thị Là, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi Quan Diêm; năm, ông Nguyễn Văn Viết, chi hội cựu chiến binh Quan Diêm; sáu, ông Trần Văn Đạt, bí thư đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Quan Diêm; bảy, bà Trương Thị Luyến, chi hội phụ nữ, phó chi hội phụ nữ Quan Diêm; tám, bà Nguyễn Thị Kiên, chi hội trưởng chi hội nông dân Quan Diêm; chín, ông Lê Văn Hiệp, phó trưởng Quan Diêm; 10, ông Nguyễn Văn Quý, trưởng nam đại diện gia đình đang tuổi Quan Diêm. Sau đây ban tổ chức lễ tang xin tập kính mời ông Nguyễn Văn Việt, bí thư chi bộ, trưởng ban các mặt trận, trưởng ban vận động lễ tang văn minh tiến bộ, trưởng ban lễ tang lên tập lễ hữu, xin tập kính mời ông. Kính thưa hương hồn cụ Nguyễn Thị Dần, kính thưa các quý vị đại biểu đại diện cho ban ngành đoàn thể của tổ dân phố Đông Văn, kính thưa bà con, thưa các quý vị khách quý gần xa, thưa tham gia cùng tán quyến, trong lúc toàn đảng toàn quân toàn dân đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ sắp năm, để lối trong năm chào mừng đại hội mặt trận tổ quốc các cấp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, chúng tôi ban lãnh đạo phố Đông Văn cùng toàn thể nhân dân, họ hàng nội ngoại, quý khách gần xa, các gia đình thông gia hồi hồi xúc động nhận được tin cụ Nguyễn Thị Dần qua đời. Tổn thất này không có gì bù đắp được, nỗi buồn này xin chia sẻ cùng tam gia, cùng tam quyến, cùng với thị dân kính yêu của chúng ta không còn nữa. Từ đây con cháu trong gia đình mất đi một người mẹ, người bà, người cụ quý trọng yêu thương, dòng họ mất đi một cây cao bóng cả, xóm làng mất đi một công dân gương mẫu cần cù giản dị, hồi người cao tuổi mất đi một hội viên vô cùng thân thiết. Kính thưa gia đình tá quyến, thưa bà con nhân dân và toàn thể tam trường, cụ Nguyễn Thị Dần sinh ngày 23 tháng 6 năm 1938 trong một gia đình cơ bản ở làng Nam, xã Quảng Hùng, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, nay là thôn 6, xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn. Trong những ngày qua, sau những cơn đau đột ngột, con cháu, gia đình, anh em đưa cụ đi các bệnh viện để mong được cứu chữa. Nhưng với sự cố gắng điều trị của các y bác sĩ, sự chăm sóc tận tình của con cháu, anh em họ hàng, nhưng vì tuổi cao sức yếu, căn bệnh có nặng nề,
cụ không thể qua khỏi. Cụ đã đứt hơi thở cuối cùng vì vòng tay yêu thương, cái trọng và đau thương của con cháu anh em họ hàng vào hồi vào lúc 18:15 ngày 27/1 bạn này bạn thế bạn bè tôi nghĩ là xa bà quân lối xuống đây cũng vàng trọng đối vàng các công ty sinh nghiệp gia đình chúng ta họ hàng nội ngoại hai bên. Hôm nay là ngày 29/1/2024, tức là ngày 19/12 là ngày tang lễ của mẹ bà cố chúng tôi là bà Gần, mất ngày 17/12 tuổi thọ 86 tuổi. Trong những ngày vừa qua, gia đình chúng tôi đã trải qua sự mất mát, đau thương và vô cùng to lớn, đó là sự ra đi vĩnh viễn của mẹ bà cố chúng tôi. Mà thân yêu mà chúng tôi đã hẳn kính mến, người đã tấm trung thành, đã hy sinh cả cuộc đời mình để chăm bẩm nuôi dưỡng dạy bảo chúng quân lên người. Nhưng Thanh ơi, khi vừa hiểu được điều đó, điều ấy, chúng quân chưa được đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của người thì bà toàn cố bồng chốc cả ra đi vĩnh viễn xa lìa chúng tôi âm dương ly biệt sinh tử số trời nhân sự một kiếp được ban lại một mẹ bà cố chúng tôi đã được cử hành tại gia đình. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể bà con, xin cảm ơn chân thành cảm ơn các toàn thể bà con lối xóm, bạn bè thân hữu gần xa các gia đình thông gia họ hàng nội ngoại các công ty xí nghiệp đã đến thăm hỏi và thăm viếng gửi lời gửi vòng hoa tiễn chia buồn và tiễn đưa mẹ bà cố chúng tôi tiễn đưa gia đình cuối cùng. Đó là bà mẹ cố và mẹ bà cố là bà người thị dân để nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tăng ra bối rối tôn trách của những kính kết gia đình xin được lệnh thứ xin chân thành được cảm ơn